Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm về clip sinh tồn trong nhà trầu tập 2 nha. Đây là cái gì bạn thấy giới thiệu anh ta? Mình tên là Quang Gấu. Mình tên là Giao Cô Tê nha các bạn. Hôm nay mình sẽ sinh tồn trong nhà trầu nè. Cái nhà mình tự làm nè. Thấy không? Cứ niệm luôn nè. Đây, đó luôn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ sinh tồn ở tập 2. Đây chứ là những thực phẩm mình sẽ làm lương hợp. Đây này đây. Mình lấy lên. Đây. Chai trà ô long. Ô long. Và một chai trà cái này là nước tăng lực chanh. Tăng lực chanh và một chai trà xanh. Lộn một chai gì ta? Ô long. Ô long. Trà xanh không đổ. Đây là một gói mì. Gói mì cũng có một khi một cái mì gì luôn nha các bạn, rồi thấy chưa, chứ hai cái chẹo nha nè, hai chẹo chồng thấy gót nước đi, giờ mình kêu sẽ kêu thằng này đi gót đại đại chứ nước đi nha các bạn, rồi đi gót nước đi hai hai gót đại chứ nước anh gót đi, giờ mình sẽ kêu nó đi gót chứ nước nha các bạn, rồi nè các bạn nó đi gót nè, đi gót đi chút anh cơm chứ nước luôn các bạn, chào các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Các bạn cũng là làm nhà chòi nha, mình làm đây cỡ với sinh tồn thế nào hết đồ ăn hết nước là thua như bình thường thôi. Giờ mình sẽ để cam lên nha các bạn. Chưa các bạn, cái khúc này kiểu là nó rung nha các bạn, để mình dừng cam để mình chống đây cái ngày mình quay lại, rồi mình đã cắm camera xong rồi, bạn chói nè, đây cũng có cái gấu nữa, đây là cái gom, mình quên review còn bốn cái bánh gạo ăn nha các bạn. À, mình sẽ hãy vô hùng luôn. Đây cho cháu nãy mình mới bắt được nè. Lộc mẹ của cái thằng mẹ của thằng Giao Cô Tê bắt các bạn. Giao Cô Tê ơi. Vậy. Hết nước rồi. Hút đầy đi. Hết nước hết bình rồi. Đó. Đó thôi. Cô bảy không có cho. Cô bảy ở đâu? Trong nhà. Hết bình rồi. Để mình đi gót nước nha bạn. Nó ngủ quên nó có không được. Chứ để mình đi gót cho nó gà. Anh ngu quá. Ra cái tên ngu như con bò vậy các bạn. Làm cái gì cũng ngu chứ. Ây da. Anh em thấy nhà trò của mình bự chưa? Ây da. Anh em thấy nhà trò của mình chưa? Anh em. Đó, nhà trò bự hết sức rồi. Nên anh em mình sẽ đi làm về nhiệm vụ rồi sinh tồn ở trong đây. Đây rất là tối, để cho là từ 4 giờ. Alo, từ mấy giờ? Nó bị khùng đó các bạn, nó bị ngáo chó đó. Kêu đừng có quay rồi. Các bạn, mình mới gót được trên nước nè. Cái hàng này nó giới thiệu gì cả nó đi các bạn, đừng quan tâm đó. Rồi, giờ mới sinh tồn cho giãn gì nè. Giãn gì giờ trước giờ? Mở tủ lạnh ra, có nhiều bánh nhạo nè. Giờ mình, hai đứa mình sẽ mỗi đứa một bịch nha các bạn. Đúng. Mỗi đứa một cái. Ăn miếng rồi.
bánh này rất là giòn nha các bạn. Cứ nhắc à. Bánh gạo à. Ngon hả? Rất là ngọt. Nó ngọt nữa bạn. Ngọt như tròn. Giòn. Giòn kiểu là cái gạo này là cái bột từ gạo á. Mình ăn xong á mình sẽ uống một chai nước nha. Chai nước gì? Ngon à? Ừ. Uống chai ăn xong uống chai ô long. Thôi uống chai khác đi chơi. Rồi mình sẽ cắm cam đi nha. Nằm chút mà cứ sáng giờ làm nhà trời các bạn. Mệt lắm. Mình nằm chút nha rồi mình mình giờ mình sẽ tới dừng cam lại. Rồi hôm mình đảo lại mình nói chuyện với các bạn sau nha. Cái ba chút mình sẽ đảo lại.